Các ngôi sao khối lượng lớn Thiên văn học tập 31 Các ngôi sao đang ở trong một cuộc đấu tranh liên tục giữa trọng lực cố gắng làm chúng sụp đổ và nhiệt bên trong cố gắng thổi phòng chúng. Trong phần lớn cuộc đời của một ngôi sao, hai lực lượng này đang ở trong một cuộc đình chiến. Đối với một ngôi sao như mặt trời, sự cân bằng sẽ xuất hiện trong những năm hoàng hôn của nó trong một khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi, nó nở ra, nhưng sau đó thổi bay các lớp bên ngoài của nó, để lại phần lõi bị nén lại bởi trọng lực. Nó chết đi với một tiếng thút thít. Tiếng rên rỉ từ một quả cầu lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân nặng 2 triệu tấn, hầu như không bị hạn chế. Nhưng những ngôi sao lớn hơn không hoàn toàn cam chịu số phận của chúng. Khi chúng mất đi, chúng sẽ chết với một vụ nổ, một vụ nổ rất rất lớn trong lõi của một ngôi sao áp suất và nhiệt độ đủ cao để các hạt nhân nguyên tử có thể ép chặt vào nhau và hợp nhất điều này giải phóng năng lượng và tạo ra các nguyên tố nặng hơn phản ứng tổng hợp hydro tạo ra heli phản ứng tổng hợp heli tạo ra carbon và mỗi nguyên tố nặng hơn cần nhiệt độ và áp suất cao hơn để tổng hợp các ngôi sao có khối lượng thấp hơn như mặt trời dừng lại ở carbon một khi carbon tích tụ trong lõi Số phận của ngôi sao sẽ bị niêm phong. Nhưng nếu ngôi sao có khối lượng lớn hơn khoảng 8 lần khối lượng mặt trời, nó có thể tạo ra nhiệt độ trong lõi của nó vượt quá 500 triệu độ C và sau đó carbon sẽ hợp nhất. Thực sự có rất nhiều bước trong quá trình này, nhưng cuối cùng bạn sẽ nhận được carbon kết hợp thành neon, magi và một số natri. Điều gì xảy ra tiếp theo? cũng tương tự những gì đã diễn ra trong lõi của mặt trời khi nó già đi. Hợp nhất một phần tử, tạo ra một phần tử nặng hơn. Sau đó, phần tử nặng hơn sẽ tích tụ cho đến khi phần lõi co lại và đủ nóng để bắt đầu hợp nhất nó. Vì vậy, phản ứng tổng hợp carbon tạo ra neon, magie và natri và những thứ đó tích tụ lại. Phần lõi nóng lên và khi nó đạt đến khoảng 1 tỷ độ, neon sẽ hợp nhất. Phản ứng tổng hợp neon tạo ra nhiều nhê hơn, cũng như một số oxy. Những chất này tích tụ trong lõi, nó co lại, nóng lên khoảng 1,5 tỷ độ và sau đó oxy kết hợp với nhau tạo ra silic. Sau đó, silic sẽ tích tụ cho đến khi nhiệt độ chạm ngưỡng khoảng 2-3 tỷ độ, silic có thể sẽ hợp nhất. Trong số một đống các nguyên tố khác, phản ứng tổng hợp silic tạo ra sắt và đó là rắc rối rắc rối rất lớn. Một khi các ngôi sao nhiệt hạch Silic, ngôi sao này là một quả bom hẹn giờ khổng lồ. Nhưng trước khi chúng ta thắp sáng sự hợp nhất đó, hãy lùi lại một bước. Điều gì đang xảy ra với các lớp bên ngoài của ngôi sao? Chúng ta thấy gì nếu chúng ta ở bên ngoài, nhìn về nó? Bởi vì ngôi sao này được sinh ra với khối lượng lớn. Nó đã trải qua những ngày hợp nhất hydro của nó như một ngôi sao dãy chính màu xanh lam. Những ngôi sao như thế này cực kỳ sáng và có thể được nhìn thấy từ khoảng cách rất xa. Tuy nhiên, giống như mặt trời, một ngôi sao lớn thay đổi khi phản ứng tổng hợp hydro dừng lại, lõi của nó co lại và sau đó phản ứng tổng hợp heli bắt đầu. Nó phồng lên giống như diễn tiến của mặt trời, nhưng thay vì trở thành một người khổng lồ đỏ, nó tạo ra rất nhiều năng lượng và trở thành một siêu khổng lồ màu đỏ. Đây là những ngôi sao cực kỳ lớn, có chiều ngang hơn 1 tỷ km và chúng phát sáng. Ví dụ, Betelgeuse ở Orion là một siêu khổng lồ màu đỏ và là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, mặc dù cách chúng ta hơn 600 năm ánh sáng. Từ khoảng cách đó, bạn cần một kính thiên văn phù hợp để có thể nhìn thấy mặt trời. Và điều đó chẳng là gì so với VY Canis Majoris, ngôi sao lớn nhất được biết đến, có chiều ngang đáng kinh ngạc 2 tỷ km. Chúng ta thậm chí còn có một thuật ngữ đặc biệt cho nó, một hypergiant. Khi lõi chuyển đổi qua lại từ phản ứng nhiệt hạch này sang phản ứng nhiệt hạch tiếp theo, các lớp bên ngoài phản ứng bằng cách co lại và mở rộng. Vì vậy, siêu khổng lồ đỏ có thể co lại và trở thành siêu khổng lồ xanh. Rachel, một ngôi sao khác ở Orion, là một ngôi sao siêu khổng lồ màu xanh lam, tỏa ra năng lượng gấp 100.000 lần mặt trời. Được rồi, Hãy quay lại phần lõi. Bây giờ nó trông giống như một củ hành tây với nhiều lớp, sắt hình thành ở trung tâm, được bao quanh bởi silic nóng chảy. Bên ngoài đó là một lớp oxy nóng chảy, sau đó là neon, sau đó là carbon, sau đó là heli và cuối cùng là hydro. Bạn có thể nghĩ rằng những ngôi sao lớn sẽ tồn tại lâu hơn vì chúng có nhiều nhiên liệu hơn, những ngôi sao có khối lượng thấp hơn nhưng lõi của những con quái vật này nóng hơn rất nhiều và các thành phần hợp nhất với tỷ lệ cao hơn nhiều. Vì vậy, nhanh hết nhiên liệu hơn. Một ngôi sao như mặt trời có thể hợp nhất hydro thành heli trong hơn 10 tỷ năm. Nhưng một ngôi sao nặng gấp đôi mặt trời lại cạn kiệt hydro chỉ trong vòng 2 tỷ năm. Một ngôi sao có khối lượng gấp 8 lần mặt trời sẽ cạn kiệt chỉ sau 100 triệu năm hoặc lâu hơn và mỗi bước trong quá trình nhiệt hạch diễn ra nhanh hơn bước trước nó. Trong một trường hợp tột cùng, chẳng hạn như đối với một ngôi sao có khối lượng gấp 20 lần mặt trời, nó sẽ tổng hợp heli trong khoảng 1 triệu năm, tổng hợp carbon trong khoảng 1.000 năm và phản ứng tổng hợp neon sẽ sử dụng hết nhiên liệu trong một năm. Tổng hợp oxy chỉ tồn tại trong vài tháng. Tổng hợp silic với tốc độ cao một cách kỳ lạ ngôi sao sẽ ngốn toàn bộ nguồn cung cấp của nó trong một ngày. Phần lớn cuộc đời của một ngôi sao được dành để tổng hợp hydro. Phần còn lại xảy ra trong một cái chớp mắt đầy ẩn dụ. Silic hợp nhất thành một loạt các nguyên tố khác nhau, bao gồm cả sắt. Sắt trơ đó tích tụ trong lõi, giống như tất cả các nguyên tố khác đã làm trước đây. Và giống như trước khi lõi sắt co lại và nóng lên. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn ở đây trong tất cả các giai đoạn nhiệt hạch trước đó năng lượng được tạo ra năng lượng đó chuyển hóa thành nhiệt và nhiệt đó hỗ trợ nghiền nát phần bên trên lõi nhưng sắt thì khác khi nó hợp nhất nó thực sự hút năng lượng thay vì tạo ra năng lượng thay vì cung cấp năng lượng cho ngôi sao nó loại bỏ nó điều này làm tăng tốc độ co lại nén lõi làm nóng lõi hơn tệ hơn nữa ở nhiệt độ và áp suất này các hạt nhân sắt hút các electron đang quay xung quanh. Các electron này đang hỗ trợ lõi. Như vậy, cả hai yếu tố hỗ trợ chính cho ngôi sao đều bị loại bỏ ngay lập tức. Quá trình tổng hợp silic thành sắt diễn ra quá nhanh. Điều này thực sự chỉ mất một phần giây sau khi nó bắt đầu. Phần lõi không co lại, nó sụp đổ. Lực hấp dẫn của lõi rất mạnh đến mức các phần bên ngoài và chạm vào các phần bên trong với tốc độ nhỏ hơn đáng kể so với tốc độ ánh sáng nó đổ xuống lõi trung tâm, sụp đổ từ vài trăm km xuống đến vài chục km chỉ trong vài phần nghìn giây. Ngôi sao bị diệt vong bởi vì tất cả địa ngục sắp tan vỡ. Bây giờ, tại thời điểm này, một trong hai điều có thể xảy ra. Nếu ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn khoảng 20 lần khối lượng mặt trời, thì sự sụp đổ của lõi sẽ dừng lại khi nó vẫn còn rộng khoảng 20 km. Nó hình thành cái được gọi là sao neutron mà tôi sẽ đề cập trong tập tiếp theo. Nếu ngôi sao có khối lượng lớn hơn khoảng 20 lần khối lượng mặt trời thì sự sụp đổ không thể dừng lại bởi bất kỳ lực nào trong vũ trụ. Lõi sụp đổ tất cả các con đường xuống một điểm. Lực hấp dẫn trở nên mãnh liệt đến mức không một ánh sáng nào có thể thoát ra được. Một lỗ đen được sinh ra. Chúng ta sẽ đề cập đến các lỗ đen trong một tập ở tương lai. Nhưng hiện tại điều gì sẽ xảy ra sau khi lõi sụp đổ và đột ngột dừng lại lõi của ngôi sao cho dù đó là sao nơ trông hay lỗ đen giờ đây cực kỳ nhỏ với lực hấp dẫn mạnh đến đáng sợ nó kéo vật chất của ngôi sao lên trên nó rất cứng vật chất rơi xuống với một tốc độ đáng kinh ngạc và bị nén lại nóng lên dữ dội đồng thời có hai điều xảy ra trong lõi trong khi vật chất rơi vào lõi một làn sóng xung kích quái vật được tạo ra bởi sự sụp đổ của lõi di chuyển ra ngoài và đập vào vật liệu đang đi tới. Năng lượng nổ điên cuồng đến mức nó làm vật liệu đó chậm lại đáng kể. Sự kiện thứ hai là quá trình vật lý lượng tử phức tạp trong lõi tạo ra một số lượng lớn các hạt hạ nguyên tử được gọi là neutrino. Tổng năng lượng được mang bởi những hạt neutrino nhỏ bé này gần như nằm ngoài sức tưởng tượng. Trong một phần nhỏ của dây, chúng mang đi một năng lượng gấp 100 lần so với năng lượng mà mặt trời sẽ tạo ra trong suốt thời gian tồn tại của nó. Đó là một lượng năng lượng đáng kinh ngạc. Bây giờ, những người bạn nhỏ này rất khó nắm bắt và ghét tương tác với vật chất bình thường. Một hạt neutrino đơn lẻ có thể đi qua hàng nghìn tỷ km đường dẫn mà không hề nhận ra. Nhưng rất nhiều được tạo ra trong sự sụp đổ của lõi và vật chất tràn xuống lõi dày đặc đến mức một số lượng lớn chúng bị hấp thụ. Làn sóng neutrino khổng lồ này đập vào vật chất đang tới giống như một đoàn tàu cao tốc đâm vào một lát bờ ẩm. Vật liệu đang rơi vào bị dừng lại, đảo ngược hướng đi và thổi ra bên ngoài, ngôi sao nổ tung. Đây được gọi là siêu tân tinh và nó là một trong những sự kiện bạo lực và đáng sợ nhất mà vũ trụ có thể gây ra. Toàn bộ ngôi sao tự xé tan thành từng mảnh và khí đang nở ra sẽ nổ tung ra ngoài với tốc độ 10% tốc độ ánh sáng. Năng lượng giải phóng khổng lồ đến nỗi chúng có thể được nhìn thấy theo đúng nghĩa đen ở nửa bên kia của vũ trụ. Chúng vượt trội hơn tất cả các ngôi sao trong phần còn lại của thiên hà cộng lại. Vật chất đang giãn nở được gọi là tàn dư siêu tân tinh, tạo thành những hình dạng kỳ thú. Nổi tiếng nhất là tinh vân con cua Crab Nebula, từ một ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy đã nổ tung vào năm 1054 các tua hình thành khi vật chất giãn nở thành khí và bụi bao quanh ngôi sao tiền thân. Khi tàn tích mở rộng và già dạ đi, chúng trở nên mỏng manh hơn. Một số có vành sáng khi chúng đẩy vào vật chất giữa các ngôi sao. Những cái khác tạo thành mạng sợi phức tạp. Câu hỏi lúc này là, liệu có ngôi sao nào đủ gần để làm chúng ta bị thương khi chúng phát nổ không? Câu trả lời nhanh chóng là không. Mặc dù siêu tân tinh cực kỳ hung bạo nhưng không gian rất lớn, một siêu tân tinh sẽ phải cách chúng ta ít nhất 100 năm ánh sáng trước khi chúng ta bắt đầu cảm thấy bất kỳ hiệu ứng thực sự nào. Ngôi sao gần nhất có thể phát nổ theo cách này là Spica ở xử nữ và nó cách xa hơn 100 năm ánh sáng. Tôi nói có thể phát nổ bởi vì nó ở giới hạn khối lượng thấp hơn để hình thành siêu tân tinh. Nó có thể không phát nổ chút nào. Betelgeuse chắc chắn sẽ bùng nổ vào một ngày nào đó nhưng nó quá xa để làm tổn thương chúng ta. Chúng ta khá an toàn trước mối đe dọa cụ thể này. Tôi xin lưu ý rằng, sau tất cả những điều này, có một loại siêu tân tinh khác liên quan đến sao lùn trắng mà chúng ta sẽ đề cập trong một tập ở tương lai về sao đôi. Thật hạnh phúc, chúng ta có lẽ cũng an toàn trước chúng. Đáng sợ và nguy hiểm như siêu tân tinh, có một khía cạnh rất quan trọng của chúng mà bạn cần biết. Siêu tân tinh có khả năng hủy diệt lớn nhưng chúng cũng rất quan trọng đối với sự tồn tại của chúng ta. Khi ngôi sao nổ tung, khí nóng lên và bị nén dữ dội bởi vụ nổ đến mức, nó trải qua quá trình nhiệt hạch, cái mà các nhà thiên văn học gọi là sự tổng hợp hạt nhân bùng nổ, Explosive Nuclear Theo nghĩa đen, tạo ra các nguyên tố nặng một cách bùng nổ. Các nguyên tố mới được tạo ra với số lượng nhỏ hơn khối lượng của trái đất. Canxi, phosphor, Niken, nhiều sắc hơn, tất cả đều được tạo ra trong lò đèn nhiệt siêu tân tinh địa ngục và bay ra ngoài vũ trụ. Phải mất hàng thiên niên kỷ hoặc lâu hơn, những vật liệu này trộn lẫn với các đám mây bụi và khí khác trôi nổi trong không gian. Đôi khi, những đám mây này sẽ chủ động hình thành các ngôi sao. Đôi khi, sự sụp đổ của đám mây để tạo thành các ngôi sao, thậm chí có thể được kích hoạt bởi siêu tân tinh đâm vào nó. Dù bằng cách nào, các nguyên tố nặng được tạo ra trong siêu tân tinh sẽ trở thành một phần của thế hệ sao và hành tinh tiếp theo. Siêu tân tinh là cách phần lớn các nguyên tố nặng trong vũ trụ được tạo ra và phân tán. Canxi trong xương của bạn, chất sắt trong máu của bạn, phốt phò trong DNA của bạn, tất cả được tạo ra trong trái tim của cái chết vĩ đại của một ngôi sao. Ngôi sao đó đã nổ cách đây hơn 5 tỷ năm, nhưng một phần của nó vẫn tiếp tục trong bạn hôm nay bạn đã biết rằng các ngôi sao khối lượng lớn hợp nhất các nguyên tố nặng hơn trong lõi của chúng, nhiều hơn so với các ngôi sao có khối lượng thấp hơn. Điều này dẫn đến việc tạo ra các nguyên tố nặng hơn, chẳng hạn là sắt. Sắt cướp năng lượng quan trọng từ lõi, khiến nó sụp đổ. Sóng xung kích cùng với một đám lớn các hạt neutrino nổ xuyên qua các lớp bên ngoài của ngôi sao, khiến nó phát nổ. Siêu tần tinh thậm chí còn tạo ra nhiều nguyên tố nặng hơn phần tán chủng trong không gian ngoài ra rất vui chúng ta không gặp nguy hiểm từ một siêu tân tinh gần hành tinh của chúng ta